Hai món chào người anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với người anh em một dòng mixer bàn hãng Tabco, một thương hiệu nội địa của Nhật. Model nó là Mix 260 EBIT ha. EBIT là con này có effect đó người anh em. EBIT này là có cái bộ effect này ha. Con này thì chạy điện áp auto volt 100 đến 240 ha. Hình thức bề ngoài của em nó thì rất là đẹp, rất là sang chảnh ha. Một màu vàng chế luôn này. Đấy, anh em thấy chưa? Sập là đẹp mà nó mới rời rời luôn ha. Đấy. Nói chung hàng bãi về thì cũng phải chạy xuất xí đỉnh như cái này rồi, hơn gấp cạnh rồi vậy cũng phải chạy thôi. Đấy, hàng bãi thì hàng quen như bát củi vác đi lung tung. Đấy, cho nên là anh em mình phải hình dung ra cái vấn đề đó ha. Thì nói chung là còn đẹp, hoạt động hoàn hảo là đã mừng lắm rồi. Ngon lành cành đào là thoải mái nó không. Còn những cái vết chày như đây này, chày chút xí đỉnh như vậy là không có đáng kể ha. Đấy, còn anh em nào mà thích mà hàng mà nghiêng đai nghiêng kiện đừng có chạy xuất thì nên mua hàng mới xài vậy. Chứ hàng bãi thì 5 tháng quá trình sử dụng thì bị cọ xét thì phải chạy được ha. Nhưng mà con này em đánh giá nó độ đẹp nó phải là trên 90% nha, không là còn nguyên không. Mặt sau nữa này, mặt sau ở đây ha. Đấy, mặt sau nó thì hai đường manual re này, hai đường subrub re này, hai đường control re này. Đấy, 4 đường insert nữa này. Đấy. Ở đây cấp điện áp của nó là từ 100 đến 240 ha. Đó, 124 công suất 25W. Hàng xuất thị trường Nhật, còn tem bát của Nhật phải không? Nhật thì có 100W thôi ha. Series số rồi đầy đủ hết không? Nói chung là một cái hàng rất là ngon. Giá là bổ rẻ nữa. 4 triệu đồng ha. Đấy, bây giờ em sẽ test cái bộ effect này cho anh em xem này. Đèn đốm thì sáng ngon lành hết không? Chúng là em test hàng đèn này là ok hết này, không có hư đèn nữa không? Đấy, bây giờ là mình sẽ test cái tiếng mic. Đầu tiên em nói với sơ qua một cái băng EQ này. Băng EQ đầu tiên là cái nút này là nút gain ha. Nút đầu tiên là nút gain, hồi số có đại gain tín hiệu ha. Nó tới 2, mid 2, mid low, low. Đó, EQ nó có 4 băng ha. Rồi tới option 1 là đỡ mình send ra tín hiệu bộ effect khác, hoặc là mình send ra mục đích mình làm send xuống monitor hay send sub thì tùy, muốn nói chung là sử dụng sao sử dụng. Còn cái FX2 này là cái nút effect, nút màu vàng này, một hàng ngang màu vàng này nút effect. Anh em lưu ý là cái line micro mình cắm vô thì mình mở effect lên, còn cái line nhạc là mình cắm vô mình off lại ha. Chứ nếu mình mở lên này sẽ có chỗ nó đi dập và khó nghe đúng không. Đây là FX tổng, còn bộ này là bộ FX return của cái bộ phận FX không. Còn cái lever EBIT này của cái bộ effect nó là nằm chỗ này, còn cái này là cái kênh mình gọi ra, còn cái này là hiệu ứng của cái kênh đó. Ví dụ mình gọi kênh số 1 hoặc là kênh outro đó thì nó có 16 hiệu ứng, đuôi ngắn đuôi dài các kiểu con là điểu, thì mình về mình cứ mần ra ha, cái gì mình gọi ra mình làm ha. À, còn cái này á là cái subgroup mình gửi 1-2 ra, mình gửi qua subgroup đây này. Em test nhạc thử cho anh em nghe này. Ví dụ như mình bình thường mình off subgroup nó xuống không, mình đẩy nhạc lên không. Đấy, mình nhấn LR thì nó que master tông này, mình nhẹ LR nó không có. Ví dụ mình nhấn 1-2 xuống không, mình đẩy lên nó không có này ha. Bây giờ mình gửi 1-2 đi này, thì mình đẩy fader lên nó sẽ có. Đó, anh em hình dung ra cái subgroup chưa. Còn cái solo là cái đèn báo này thôi không, mình nhẹ đèn solo ra, cái này tắt, nhấn vô đèn solo sáng. Còn mình dùng mình đẩy lên vậy là mình không gửi tín hiệu qua subgroup 1-2 thì nó không có, gửi qua thì nó có. Đơn giản là thấy không? Còn rồi nhắn đây. Ok ha, là có hai sub rất là hay, mình hỗ trợ mình đánh có thể ghép main, đánh tách bị chạy sub, hoặc là mình hỗ trợ tiếng micro, rồi nói chung là đủ các kiểu. Nói chung là tùy vào mục đích sử dụng của anh em mình mà mình ghép theo cái công năng theo ý của mình cho nó hợp tình hợp lý thôi ha. Chứ nó không có khó gì hết, mình ghép nó rất là đơn giản. Cái micro cũng vậy ha. Bây giờ em test cái tiếng mic này. Đầu tiên em không có effect không, đóng lever effect xuống, tên mic mập anh em nghe trước ha. Đây, mic mập này. Lê 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là cái tiếng mic mập rất là dày và ấm không. Rồi bây giờ mình xin effect lên này, mở effect lên này ha. Là có hiệu ứng effect rồi. Lê 1 2 3 4 5 6 10. Lê. À, thì cái này là cái kênh ở chỗ ha. Cái này là kênh echo này. Rồi mình muốn echo cộng reverb thì mình vặn qua này echo cộng reverb ha. Đấy, mình vặn qua cái kênh echo cộng reverb đi ha. Lên 1
2 lên, thấy cái đèn đỏ nó chớp không? Đèn đỏ nó chớp lên quá hưởng lắm, nó báo là tín hiệu mình hơi bị quá gain đây. Thì buộc mình phải giảm lại bộ effect chút xíu này, giảm gain đầu vào tí xíu này, giảm effect một tí xíu cho nó vừa ha. Lên 1 2 3 4 5 6 10 lên. Đấy là kênh echo cộng reverb không? Còn cái kênh echo thần tí hay kênh reverb hay nhà thờ rồi kênh reverb ho rồi này, reverb lag rồi này, KDTO rồi, nói chung mình thử kênh reverb thôi ha. Lên 1 2. Đấy, rồi mình thử cái hiệu ứng khác, ví dụ như mình thử hiệu ứng reverb lag đi ha. Reverb lag đi ha. Lên 1 2 nhiều hướng. Còn cái này là cái đuôi ha, ví dụ như kênh lag này mình chỉnh theo cái đuôi hiệu ứng của nó, mình chỉnh nó bình thường. Còn anh em mà hát karaoke bình thường thì cứ chơi kênh ở chỗ đi ha, ở chỗ cho nó ngon lành cành đào. Đa số anh em ai cũng thích hát ở chỗ, chỉ có show chậu chuyên nghiệp thì mới làm cái kiểu khác ha. Kênh ở chỗ mình test lại này. Lên 1 2 3 4 5 6 10. Xin trả tôi về vùng quê xưa ngày đó. Cũng rất là ngọt. Con này thì nói chung là hoạt động hoàn hảo ha. Bao gồm có 12 line, 4 line micro này, rồi còn nhiều lại là lacity 1 2 3 4 ha. Là tổng cộng là 8 line thôi. Nhưng mà tính theo mono á thì là 12 line ha anh em ha. Có 2 subgroup nữa, có effect nữa, một con mixer hàng ngon bổ rẻ. Quá rẻ luôn, 4 triệu đồng ha. So với con quan số thì không có vé đâu ha. Đấy, quá là ngon bổ rẻ với tầm tiền ha. Rồi, người anh em nào có nhu cầu sở hữu thì vui lòng liên hệ ha. Đấy, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi ha. Xin chào, hẹn gặp lại.